hoa lan hạt vĩ một dòng thân hồng xuống lá và cho hoa tự nhiên. Dòng này thì rất là sai hoa luôn. Em thì ghép gỗ như thế này cả nhà nha cả nhà. Đây nè, có phân bón đầy đủ luôn rồi. Về chỉ việc treo lên và tưới nước thêm thôi. Mẹ cái 2 170 ngàn cho một bản. Hạt vĩ thì sẽ cho hoa vào tháng 2, cước chỉ 30 ngàn thôi. Anh chị nhà mình gộp đơn ha. Rồi cái 3, nhãn tháng 8. Nhãn tháng 8 form cây như thế này. Em đưa tay vào thì anh chị nhà mình cứ án chân cái form cây nha. Mẹ cái 3 170 ngàn, 170, cước 30 nữa thôi. Rồi tiếp theo này cả nhà ơi, K4 nhãn tháng 8 chậu này thì 3 cây. 3 cây form cây như thế này rất là đều nhau luôn cả nhà, 3 cây đều nhau nha. Mẹ K4 390 ngàn. Tiếp theo này cả nhà ơi, K5 một mẹ một con ha, form cây rất là đẹp nè. Mẹ K5 260 ngàn. Em lên theo mẹ như thế này thì mỗi chậu nó chỉ có một thôi nha cả nhà. Anh chị nhà mình ưng ý mẹ nào thì để lại bình luận ha. Rồi mẹ K6 nè, K6 form cây đẹp không cả nhà. Form cây bạn lẻ đang nở rất là đẹp luôn nè. Ngoài sau là cái form cây to này, đằng trước là hai cây, rất là xinh xắn luôn. Mẹ K6 490. Tiếp theo em còn một mẹ nhãn tháng 8, sau đó em sẽ qua Phú Thọ, HO rồi Quế với lại cả Hỏa Hang Cam nữa nha cả nhà. Mẹ K7 nè, giò này 3 cây đẹp quá cả nhà ơi. 3 cây như thế này anh chị nhà mình sưu tầm K7 520 ngàn nha. Đó, 520. Rồi K8. K8 là 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng Phú Thọ do bên vườn em làm luôn, cắt khúc kỳ. Bây giờ đang lên mầm xanh khỏe lắm. Mẹ K8 350 ngàn cho một chậu nha cả nhà. Đó, sưu tầm bên vườn em thì cứ yên tâm, em báo 5 cánh trắng Phú Thọ là chuẩn 5 cánh trắng Phú Thọ nha cả nhà. Rồi mẹ K9 nè, 680 ngàn HO. Mẹ này là HO nè. Đây em có tem ghi lại là HO luôn nha cả nhà. Yên tâm luôn, cây thì lại đang nụ luôn rồi, về là sổ hoa chơi hoa thôi. Mầm gốc thì lên xanh như thế này. Rồi tiếp theo nè, Quế tháng 8, một dòng hoa thơm cả nhé. Vòi nụ nè, đang có nụ đầu mùa rồi ha. Anh chị nhà mình sưu tầm K10 550 ngàn cho giò này. Sưu tầm hàng rừng lưu ý giúp em, nó có một số lá chân nha cả nhé. Về mình nước non đầy đủ, cây đi lá ngọn rất là đẹp luôn rồi, bộ rễ khỏe nè. Rồi Quế tháng 8 em còn chậu này nữa, mẹ K11 550 ngàn. Mẹ này cũng 550 luôn này cả nhé. Đều đang có nụ, dòng này thì hoa trắng và hoa rất là thơm luôn. Khu vực nó là hàng khu vực rừng Cờ Bang Gia Lai chỗ em luôn cả nhé. Mẹ K12 này, Quế trắng tháng 8 ghép gỗ. Anh chị nhà mình sưu tầm này 580 ngàn. Những cái giò như thế này cước bằng chỉ 30 ngàn thôi. Cả nhà mình gộp đơn đi, gộp đơn mấy mẹ luôn đi cho nó lợi cước cả nhà ơi. Mẹ K13, giò này đẹp quá trời ơi, form cây nè, đang đi lá ngọn xanh khỏe không cả nhà, lại đang có nụ nữa, bộ rễ thì như thế này luôn rồi. Mẹ K13 790 ngàn cho giò này nha cả nhà. Rồi tiếp theo hoa lan đuôi chồn, hoa lan đuôi chồn một chậu ghép tròn đều luôn này. Giò này đẹp quá, cây đang đi lá ngọn xanh là nó đẹp liền cả nhà, phân bón đầy đủ luôn rồi. Mẹ K14 350 ngàn nha cả nhà ơi. Rồi tiếp theo chồn em còn có ghép đơ, ghép gỗ nữa nè. Cái giò này thì form cây nhỏ thôi nhưng mà em ghép rất là nhiều cây. Những cái form cây như thế này anh chị nhà mình có thể chơi hoa vào mùa tới rồi ha. Mẹ K15 320 ngàn. Rồi tiếp theo kiều tím, kiều tím hàng rừng Cờ Bang Gia Lai khu vực chỗ em nè. Giò này thì em bán giá sale cho anh chị nhà mình sưu tầm nha. Mẹ K16 300 ngàn. Đó, 300 ngàn đang lên mầm nè, một giò xanh thùng rất là khỏe luôn rồi, bộ rễ như thế này nha cả nhà. Rồi tiếp theo K17 nè, hoa lan Hỏa Hang Cam, một dòng hoa cực kỳ rực rỡ luôn. Em sẽ lên mặt hoa cho cả nhà mình tham khảo nhé. Ghép gỗ nè, mẹ K17 550. Hoa lan Sơn Thủy Tiên, cái giò này siêu đỉnh luôn cả nhà. Cả nhà mình nhìn Sơn Thủy Tiên mà thân này 2, 4, 6, thân phải 80 cả nhà ơi. Còn lá nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái lá luôn, rất là đỉnh ha cả nhà ơi. Giò này anh chị nhà mình sưu tầm đi. Đó, mầm gốc, mầm tơ đang lên nè, rất là khỏe nè. Những cái thân này nó sẽ còn to nữa nha. Cái giò này cả nhà mình án chân với người em nha, giò này đỉnh lắm luôn. Anh chị nhà mình sưu tầm Sơn Thị Tiên, mẹ K18 850 ngàn. Những cái thân mà to khỏe như thế này nó cho hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Giò này thì bên em thuần rất là lâu năm luôn rồi. Rồi tiếp theo mẹ cuối cùng nè, hoa lan Bạch Nhạn K19. K19 950 ngàn. Đang có nụ, đang có nụ tròn cái giò này nha cả nhà. Và Bạch Nhạn anh chị như mình lưu ý, nó cũng là hàng rừng thì nó sẽ có một số lá chân nha cả nhà, nhưng mà không sao, không vấn đề gì. Nước non đầy đủ, cây đi lá ngọn rất là khỏe luôn rồi, rễ đi ổn định. Giá 950, anh chị nhà mình ưng ý mẹ nào thì nhắn ngay cho bên em nha.